Xin chào anh chị ạ. Hôm nay thì chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh một cháu bé dương lịch ngày mùng 9 tháng 6 năm 2020, âm lịch 18 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, sinh vào giờ Thìn tức là khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng, thân cư Tài Bạch, năm xem 2024, năm Giáp Thìn 5 tuổi. 5 tuổi thì đang ở lưu niên ở cung Phúc Đức, tổ cách là Cơ Cự Đồng, có không kiếp có Kình Dương Đà La, gặp lưu kình gặp đào hồng ỷ. Rất bất lợi đối với những người con gái ở trong nhà, chuyện tình cảm rồi là dễ gặp trục trặc thị phi liên quan đến tình cảm và liên quan đến hình thương tai nạn một chút. Thế nên là những người con gái ở trong nhà của cái bạn này thì cũng nên thận trọng trong cái năm 2024 một chút. Tiếp theo là gia đình gia đạo của lá số này trong cái năm 2024 cũng dễ vướng vào trục trặc thị phi, hơi hao tổn về tâm trí, về tinh thần một chút. Đấy, tổ cách là Thiên Cơ đi với không kiếp Kình Đào Hóa Kỵ Lưu Kình Dương. Đấy, Lưu Kình Dương. Tiếp theo Canh Tý tuổi Dương, Dương nữ mệnh đóng tại cung Sửu là cung âm, như vậy âm dương nghịch lý, tổ hợp mệnh lại là âm dương ở thế Sửu Mùi, Thiên Di gặp Triệt, Tài Bạch Vô Chính Diệu gặp Kình Dương Đào Hồng Ỷ địa kiếp, Quan Lộc lại gặp Đồng Lương Hóa Kỵ gặp Tuyệt, như vậy là gì, tuổi nhỏ nó sẽ hơi trắc trở một chút về mặt học hành thi cử rồi là công danh công việc một chút, hơi trắc trở một chút. Nhưng lá số này mệnh là âm dương khoa quyền lộc tả hữu giáp thai giáp tọa, tượng vẫn là gì, thành công thành danh thành đạt, chỉ có điều không bao giờ được như ý. Những người bất hiển công danh bởi vì nhật nguyệt đồng tranh Sửu Mùi, những cái lá số mà âm dương ở thế Sửu Mùi thì tư tưởng và tinh thần nhiều lúc nó sẽ có cái sự xung đột và mâu thuẫn, kể cả có được một cái thành tựu nhất định nào đó rồi cũng không bao giờ thỏa mãn mãn nguyện. Tiếp theo mệnh thổ cục hỏa cục mệnh tương sinh, Thiên Di cung là gì, Vô Chính Diệu gặp Triệt, có không kiếp có Triệt không, có Đà La, có Cự Môn Hóa Kỵ rồi Thiên Không, đắc thì đắc tam không. Nhưng mà Cự Môn Đà La đi với địa không địa kiếp ra ngoài nó chủ về sóng gió chắc trở thị phi, nhưng về sau nó sẽ có quý nhân trợ giúp, đó là tả hữu đi với âm dương khoa lộc giáp xương giáp khúc ở cung Thiên Di. Đấy, tiền hung hậu cát, đấy là Thiên Di cung của lá số này. Rồi thân cư Tài Bạch thường là có năng khiếu kinh doanh, thân cư Tài Bạch thì rất coi trọng cuộc sống kinh tế, cuộc sống đồng tiền, có khả năng làm kinh tế. Nhưng lá số này làm kinh tế đi vào kinh doanh nó sẽ hơi vất vả một chút, có năng khiếu nhưng mà làm nó sẽ hơi vất vả. Tiếp theo thân cư Tài Bạch là mỗi người biết sử dụng tiền, biết quản lý tiền. Thân cư Tài Bạch như lá số này đối diện cung Phúc Đức như thế này thì cái nguồn tiền tài, cơ hội kiếm tiền thực sự nó hơi vất vả một chút, nó không thuận lợi một chút, nó gặp nhiều gian nan và sóng gió một chút. Tiếp theo là khi được rồi cũng hơi khó giữ. Thế nên với lá số này nên làm gì? Làm chuyên môn, khởi đầu từ chuyên môn, sau đó đi vào kinh doanh một cách từ từ chắc chắn thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu lao trực tiếp vào kinh doanh thì thực sự là nó hơi bất ổn. Đi vào cung mệnh ạ, mệnh là Thái Âm, Thái Dương, thêm nữa là có khoa quyền lộc, thêm nữa là có tả phủ bật. Với cái tổ hợp cách này thì sau này sẽ có công danh, có tài lộc, có quý nhân trợ giúp, có tài hoa, có tài nghệ. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai, khi mà âm dương mà đi với không địa không Kình Dương Đà La như thế này thì nó chủ về xung khắc xung đột liên quan đến cha mẹ. Tại vì Thái Dương Thái Âm là liên quan đến cha, liên quan đến mẹ, liên quan đến ngày, liên quan đến đêm, liên quan đến mặt trời, liên quan đến mặt trăng. Thì khi âm dương mà hội sát tinh như thế này thường là xung đột xung khắc cha mẹ. Xung đột xung khắc nó có rất nhiều hình thái. Hình thái nào thì tất nhiên là tự anh chị cũng phải chiêm nghiệm rồi. Đấy, hình thái thứ nhất là ở gần nhau nhưng mà lại không thấy hòa hợp, không thấy hạnh phúc, không thấy an vui. Cái hình thái thứ hai là gì? Xa cách nhau do bố mẹ phải đi công tác, đi làm việc hay vì một chuyện gì đó. Cái hình thái thứ ba là thể chất sức khỏe một trong hai bên nó hơi kém. Cái hình thái thứ tư là vận trình làm ăn kinh doanh của bố hoặc mẹ là nó cũng không tốt cho lắm. Còn hình thái thứ năm là gì? Có thể là sinh ly tử biệt. Còn đối với lá số này thì âm dương đi với khoa lộc thì không đến mức hình thái thứ năm, không xấu đến mức hình thái đấy. Tiếp theo, người có âm dương ở thế Sửu Mùi thì thường là có sự mâu thuẫn xung đột về mặt tính cách. Thường là nó xuất hiện hai tính cách. Thái Dương nó chủ về đàn ông, nó chủ về lý tính, nó chủ về lý trí, nó chủ về quang minh chính đại, nó chủ về phóng khoáng, nó chủ về cởi mở, nó chủ về nhiệt tình, nó chủ về nóng tính, nó chủ về năng lượng. Đấy là hình ảnh của mặt trời, hình ảnh của ban ngày. Còn Thái Âm thì sao? Nó chủ về gì? Nó chủ về cảm xúc, nó chủ về mẹ, nó chủ về bà, nó chủ về hướng nội, nó chủ về gì? Ôn hòa, hiền hậu, nhu mì, hướng nội. Đấy sao Thái Âm. Thế nên là lá số này sẽ có cái phần nhiều có cái sự mâu thuẫn về mặt tính cách ở cái điểm đấy. Đấy, tiếp theo âm dương mà đi với khoa quyền lộc thì lợi về cả công danh, lợi về cả tài lộc. Tiếp theo Thái Âm, nếu mà nói về mặt mũi tướng mạo của người Thái Âm mà lại đi với khoa quyền lộc, thêm nữa thân cư Tài Bạch lại có đào hồng thì chắc chắn là gì? Âm dương là đôi mắt, mắt sáng, mắt trong, mắt tròn, mặt mũi cũng tròn. Đấy, da trắng, dáng xinh, đoan trang, đoan chính, đôn hậu, nhu mì. Nhưng mà sau này vướng vào cái lưới tình ái nó sẽ hơi mệt mỏi, sẽ dễ thay đổi tâm tư, tính cách nhiều.
Đấy là thái âm, thái dương. Thái âm thì hướng nội, thái dương thì hướng ngoại. Thái âm thì giỏi quan sát, rồi tinh tế, tỉ mỉ, ân cần chăm sóc, chu đáo, quan tâm, chỉ bảo, nó nhẹ nhàng, hình ảnh của từ mẫu. Còn thái dương thì năng lượng, thì nhiệt huyết, thì mạnh mẽ, rõ ràng, rành mạch, quyết đoán. Đấy là hình ảnh của âm dương. Mà khi nó cùng ở với nhau thì nhiều khi là không quyết đoán. Tiếp theo đi vào một số ngành nghề hợp đi. Thái dương mà đi với hóa khoa thì liên quan đến kiến thức, trí tuệ, danh tiếng. Mà nên tạo dựng cho mình một cái thương hiệu nào đó, đặc biệt khi cung quan lộc có thiên lương, tượng là ấm tinh che chở thì rất hợp làm cho những ngành nghề, công ty, tổ chức, tập đoàn nó lớn một chút, tức là có cái tính thừa kế một chút. Tại vì thiên lương là gì? Là phụ mẫu, hình ảnh của phụ mẫu đại diện cho gì? Cây cao, bóng cả và che mát. Thái dương đi với hóa khoa thì nên một là bản thân mình tạo dựng danh tiếng thương hiệu, cái thứ hai là ở sẵn ở những cái nơi mà có danh tiếng thương hiệu uy tín rồi. Thái dương đi với hóa khoa thì rất là trí tuệ, kiến thức, trí tuệ, học hành thông tuệ giỏi giang, học một biết mười, học đâu nhớ đấy, học nhất học nhớ rất lâu. Còn thái âm đi với hóa lộc thì gì? Nó chủ về phóng khoáng, chủ về cởi mở, nó chủ từ tâm tính hiền hòa an vui, rất có duyên với người khác giới. Đặc biệt đào hồng hỷ đi với thái âm hóa lộc thì cực kỳ có duyên với người khác giới. Nhưng mà vì hội thêm kình dương, địa kiếp thiên cơ cự môn thì nói chung là duyên lắm, nhưng mà hồng nhan đa chân bạc phận chính là cái la số này. Thêm nữa cung phu thê lại có thiên đồng hóa kỵ đi với song hao không kiếp, rồi đà la, nói chung là rất rất nhiều rắc rối. Vậy lá số này thì nên lập gia đình muộn một chút, kết hôn muộn một chút, sinh con muộn một chút thì nó sẽ tốt hơn. Hỷ thần nó chủ về hay nói hay cười, miệng cười có duyên, hay vui hay đùa hay tiêu táo. Thiếu dương thiên không nó chủ về gì? Khôn ngoan, sắc sảo, thông minh, học nhanh hiểu rộng, tư tưởng suy nghĩ tinh thần là thường đi trước người khác một bước, rất nhanh trí. Thiên tài thiên thọ, mệnh thiên tài thân thiên thọ chủ về có tài năng. Tiếp theo, thái âm đi với hóa lộc thì nó chủ về sành ăn, sành uống, sành điệu, cũng thích hưởng thụ. Thế nên một trong những ngành nghề hợp đối với thái âm đi với hóa lộc là gì? Là ăn uống, là vui chơi, là giải trí, là hưởng thụ, là làm đẹp, là quần áo, là spa, là thẩm mỹ, rồi là kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, làm đẹp, hoặc là gì? Du lịch, nhà hàng, quán ăn. Đấy là thái âm đi với hóa lộc. Thái âm nó lại chủ về tài, nó chủ về phú. Thì những ngành nghề liên quan đến gì? Kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm thì cũng rất là hợp đối với thái âm đi với hóa lộc. Mà âm dương ở cung mệnh thì thường làm những công việc có tính liên quan đến ca kíp, ngày đêm đảo lộn, điên loạn. Đấy, tức là gì? Tức là ngày đêm các thứ là nhiều khi nó không rõ ràng. Đấy là công việc người thái âm thái dương. Thêm nữa, hình ảnh của thái âm thái dương nó liên quan đến người nước ngoài. Tại vì âm dương là cái sự luân chuyển của mặt trăng, mặt trời. Đấy, từ nước mình qua nước khác, từ nước khác lại về nước mình, tức là liên quan đến người nước ngoài. Rồi tiếp theo, cơ bản đây là lá số có tài, nhưng mà tuổi trẻ nó sẽ hơi trắc trở một chút về cái vận học hành, thi cử, công việc mà khi mới ra. Tả phú bật cũng chủ về có tài này. Rồi tiếp theo tài bạch cung vô chính diệu. Vô chính diệu là tiền tài nó không ổn định rồi. Tiếp theo có kình dương ở đây, nó chủ về áp lực, nó chủ về cạnh tranh mới có được tiền tài. Mà thị phi rồi là tranh chấp, hao tâm tổn trí rất là nhiều khi mà tổ hợp cách là gì? Kình dương đi với cơ cự gặp địa kiếp, hao tâm tổn trí. Đấy, tốn sức, tốn công, tốn cái lời ăn tiếng nói rất nhiều. Lá số này đào hồng hỷ đi với cự môn, đi với thái âm hóa lập, làm về ăn uống, dịch vụ, resort, nhà hàng, ẩm thực rất đặc cách. Tiếp theo những ngành nghề liên quan ngôn ngữ, ngoại giao, kết nối mọi người, bán hàng, truyền thông, marketing. Đấy, sao cự môn. Tiếp theo có sao thiên cơ. Thiên cơ ở đây liên quan đến trí tuệ, liên quan đến khoa học công nghệ, liên quan đến sáng tạo. Những ngành nghề liên quan sáng tạo, cơ đi với đào hồng hỷ, sáng tạo về cái mảng dịch vụ, cái mảng làm đẹp, vân vân, thì nó rất hợp cách đối với lá số này. Cơ bản cung tiền bạc này nó chủ về cái sự bất ổn định. Nếu nói về cái năng lực kiếm tiền thì cũng có năng lực kiếm tiền bởi vì cái sự thông minh. Cái thứ hai có duyên với người khác giới, nhưng mà riêng về cái chuyện tình cảm về vợ chồng thì nó bất hợp, nó không ổn cho lắm. Rồi quan lộc cung của sao thiên lương, lương đi với song hao, thiên lương thì không hợp kinh doanh cho lắm, lương thì hợp làm công chức, làm công ăn lương. Thiên lương của cung quan thì nó chủ về chăm chỉ, chịu khó, cần cù, dễ nhận được cái sự giúp đỡ, nâng đỡ của bề trên. Tại vì thiên lương là âm tinh, đại diện cho che chở, đại diện cho bóng mát. Đấy, tiếp theo đồng lương ở tỵ hợi thì công việc là hay phải thay đổi, rất có thể làm những ngành nghề liên quan đến du lịch mà hay phải thay đổi. Liên quan đến công chức cũng là cái sao thiên lương, liên quan làm công ăn lương cũng là cái sao thiên lương, vân vân. Đấy là sao thiên lương. Tiếp theo thiên lương mà hãm địa gặp tuần thì công việc nó gặp trắc trở, thời tuổi trẻ gặp song hao đi với hóa kỵ thì trong công việc là hơi mệt mỏi và dễ gặp trục trặc, dễ gặp thị phi. Rồi
quan lộc mà có thiên lương rồi cung mệnh mà lại có thái dương đi hóa khoa thì nên gì tạo dựng cái danh tiếng, uy tín và thương hiệu, chăm chỉ chịu khó cần cù, nói chung không nên quan tâm quá nhiều đến tiền bạc thì nó sẽ tốt hơn. Tức là lá số này nếu mà có làm về những lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền bạc thì nói chung là làm về cái bộ phận liên quan đến hậu trường, liên quan đến kế hoạch, liên quan đến tổ chức. Đấy, tổ chức thì nó sẽ hơn là làm những cái công việc trực tiếp liên quan tiền bạc, nó hơi bất lợi cho lá số này ở trong cái môi trường công việc. Thiên di cung đầu tiên là vô chính diệu đắc tam không. Đắc tam không ở đây lại có gì? Không kiếp đà la hóa kỵ, như vậy là ra ngoài dễ gặp xung đột, dễ gặp tranh chấp, dễ gặp thị phi. Đấy là cái thứ nhất. Có cái sự đấu tranh không lành mạnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai có tả phú bật âm dương khoa lập, có xương gốc thì ra ngoài có quý nhân trợ giúp, ra ngoài cũng có năng lực, nhưng mà cái năng lực này để khẳng định được với mọi người, để được mọi người biết đến thì nó cần phải trải qua một thời gian cái sự nỗ lực nhất định, và cũng rất mệt mỏi, rất khó khăn chứ không đơn giản, cũng căng thẳng, cũng áp lực, cũng mệt mỏi. Đấy là thiên di cung của lá số này, vô chính diệu đắc tam không, ra ngoài thực sự là có tài, tài năng ăn nói, tài năng kết nối kết giao mọi người, cái sự hòa nhập, cái sự hòa đồng. Lá số này có đào hồng hỷ thì về sau nó sẽ chủ về hoạt bát hướng ngoại, hoạt bát hướng ngoại. Phúc đức cung của thiên cơ cự môn đi với không kiếp kình đà, thường là gì? Thường là những người trong dòng họ là gì, rời xa quê hương bản quán để lập thân lập nghiệp. Tiếp theo không kiếp đi với kình đà hóa kỵ thì chủ về trong dòng họ là dễ có hiện tượng mất mồ mất mả, và thậm chí có những người có thể mất trẻ. Mà ở đây có đào hồng hỷ thì liên quan đến người khác giới. Tiếp theo phúc đức như thế này thì hơi bất ổn về cái đời sống tinh thần cũng như là đời sống tình cảm, và không được may mắn về khoản tiền bạc cho lắm. Cơ cự đi với không kiếp kình đà gặp hóa kỵ gặp đào hồng hỷ, nói chung rất bất lợi, nói chung đầu óc tinh thần các thứ là hơi mệt mỏi. Lá số này sau này sẽ hướng vào đời sống vật chất, đời sống tiền tài là nhiều, còn đời sống tinh thần nó không được tốt cho lắm. Đấy là phúc đức cung. Phúc đức như thế này thì những người trong dòng họ của lá số này thì hơi bất lợi về chuyện tình cảm, trong dòng họ cũng hay xảy ra mâu thuẫn xung đột rồi là tranh chấp thị phi, nói chung là không mâu thuẫn xung đột tranh chấp thị phi. Đấy là phúc đức này. Phu thê cung có thiên đồng thiên lương. Thiên đồng thì có tính là gì? Canh cải hay thay đổi, nói chung là chồng là hơi nhu nhược. Hiền lành thì có hiền lành nhưng mà hơi nhu nhược, lại hơi đa nghi một chút, lại hay ghen một chút, tình cảm sau này dễ nhạt nhòa một chút, giảm xuống một chút. Đấy là sau song hao. Thêm nữa là có không kiếp có đà la, dễ mắc vào là xung đột xung khắc. Thêm nữa là có tả phụ hữu bật thì gì? Lá số này thời trẻ lắm, người yêu nhiều người thích, và sau này cái chuyện phu thê gia đạo là gì, nói chung là khá là bất lợi, khá là bất lợi. Thế nên chỉ còn cách là lập gia đình muộn một chút, trễ một chút thì nó sẽ tốt hơn. Tả phụ bật mà chiếu vào cung phu thê, thân cư tài bạch lại có đào hồng hỷ thì với thái âm hóa lộc thì nói chung là duyên với người khác giới rất là cao. Nhưng mà cái duyên về vợ chồng thì nó thực sự nó rất là bất ổn. Thiên đồng là canh cải, thiên đồng là thay đổi, thiên đồng là tay trắng nên, tức là có cái sự đổi, thay đổi về cái chuyện tình cảm. Ông chồng này cái chuyện tình cảm, tinh thần, ý chí nó hơi bạc nhược, nó không được quyết đoán, nó không được mạnh mẽ cho lắm. Đi về hóa kỵ thì hơi đa nghi, thiên đồng mà đi về hóa kỵ thì mắt hơi có tật nhá. Rồi tử tức cung phá quân. Phá quân đầu tiên có cô quả đi phục binh. Đấy, phục binh rất dễ có con riêng này. Đấy là sau phục binh này. Tiếp theo là gì? Có hỏa tinh đi với linh tinh đi với cô quả đi với khốc hư. Cái chuyện đầu tiên này, để mà nói cái cung của tử tức này là hơi vất vả trong cái chuyện sinh con đẻ cái đầu tiên này. Lần đầu tiên mà sinh con đẻ cái hơi vất vả. Một là cung tử tức có sát phá tham. Đấy, phá quân là cái sao hao, lại đi với khốc hư, lại đi với hỏa linh nó chủ về gian nan vất vả, cộng thêm với cô quả nó chủ về muộn màng. Tiếp theo cung tật ách có liêm trinh đi với tang hổ, dễ có cái sự gì băng huyết sảy thai vân vân, hoặc là dọa sảy thai gì đó. Liêm trinh chủ về máu, bạch hổ tang môn là hơi dễ sảy, thế nên cung tử tức này cũng muộn một chút thì nó sẽ tốt hơn. Còn sinh sớm thì gì, khó sinh là một, khó đẻ là hai, hơi vất vả trong chuyện nuôi dưỡng là ba. Con cái phục binh đi với ân quang thiên quý, rất dễ có con gì. Con nuôi, con kết nghĩa vân vân. Con cái sau này ban đầu thì rất nghịch ngợm, bướng bỉnh, khó bảo đấy. Tính tình cũng mạnh mẽ, cũng cương cường, cũng cứng rắn. Đấy là phá quân. Phá quân là gì? Là một vị tướng quân, thế nên là hơi khó bảo, độc đoán, chuyên quyền, lạnh lùng một chút. Được cái là có năng lực. Tiếp theo là gì? Hỏa linh nó chủ về nóng tính, nó chủ về bạo tàn. Thêm nữa là có gì? Có thai phụ phong cáo, có ân quang thiên quý, có thiên khôi thiên việt, thì con cái sau này sẽ là quý nhân của mình. Trước thì nó sẽ rất nghịch ngợm, nhưng sau nó sẽ là rất tốt mình. Đấy là ân quang thiên quý, tức là sau khi nó ra trường đời rồi, nó hiểu được cuộc đời rồi thì nó biết được cái ân tình của cha mẹ thì nó sẽ về tốt với mình. Đấy, thì sinh mộ vượng nó chủ về tốt này, khôi việt là quý nhân này, quang quý thì ân tình nghĩa nặng này, thai phụ phong cáo thành công thành danh thành đạt này. Tổ cung tử tức này thì chỉ có hỏa linh thôi, nhưng không quá đáng ngại. Chỉ có điều phá quân mà đi với hỏa linh thêm thiên mã ở đây thì sau này là gì? Lá số này không hợp con cái, khó ở gần con cái.
Tiếp theo cung tử tức lại đại diện cho gì? Đại diện cho nhân viên cấp dưới của mình. Thì nhân viên cấp dưới là gì? Hay có hiện tượng là tranh quyền đoạt lợi với mình, áp đảo mình. Rồi tiếp theo là nô và cung của thất sát. Thất sát mà đi với khâu khư cô quả thì sau này gì? Hơi cô đơn cô độc với bạn bè một chút, số lượng bạn bè nó không nhiều. Bình thường có sinh mộ vượng thì nhiều, nhưng sát đi với khâu khư cô quả nó biến thành ít. Tiếp theo là gì? Bạn bè nhiều người giỏi giang, thành công, thành danh, thành đạt. Sát đi với khôi việt, đi với thai phụ phong cáo, đi với văn xương. Rồi thêm lại cả hóa quyền nữa, nhiều người thành công, thành danh, thành đạt. Chỉ có điều cái sao thất sát cũng là cái sao cá tính, mạnh mẽ, độc lập, chuyên quyền, độc đoán. Thế nên là sau này để mà được nhờ bạn bè trợ giúp, tương trợ thì cũng hơi khó, hơi mệt. Đấy là nô bậc cung của lá số này này. Tiếp theo là phụ mẫu cung của tham lang. Liêm trinh tham lang ở cung gì? Ở cung dần, cung thân thì bố mẹ rất là đào hoa, khéo ăn, khéo ở, khéo nói, khéo giao tế, khéo giao tiếp, tham vọng cực kỳ lớn. Mà tham đi với hỏa linh thì trong cuộc đời sẽ có cái lần là gì? Kinh doanh buôn bán là phát tài, phát lộc, giàu sang phú quý, nổi danh nổi tiếng, hỏa linh. Tiếp theo thiên khôi thiên việt thường là gì? Bố mẹ thường là con trưởng, nếu không phải trưởng thì cũng lo toan được các cái việc lớn ở trong gia đình. Khôi việt đi với xương khúc lộc mã, mà tham đi với hỏa linh, đúng là bố mẹ có năng khiếu kinh doanh buôn bán để làm giàu. Nhưng mà cái tổ hợp tham hỏa linh thì dễ được và dễ mất. Đấy, tam thai bát tọa, bố mẹ dáng hình tướng mạo đẹp. Đấy, thiên chủ là gì? Thiên chủ cũng tốt này. Phi liêm dễ gặp trục trặc thị phi này. Cô thần quả tú đi với hỏa linh khốc hư thì nói chung là cái chuyện gia đình gia đạo nó không được an vui, nó không được hòa hợp cho lắm. Mã đi với sinh thì nó chủ về gì? Dễ có khoảng cách, dễ xa cách. Và tham lang đi với chàng sinh như thế này thường là một trong hai thân là sống lâu sống thọ. Đấy, tham lang. Đó chính là do cái tổ hợp tham sinh vượng. Tham lang khả biến thành đào, đào ở đây là đào hoa. Mệnh tham sinh vượng, sống lâu hơn người. Tổ hợp cung phụ mẫu khá đẹp. Tham, hỏa, linh, xương khúc, khôi, việt, rồi lộc mã, thai, phụ phong cáo. Khá là nhiều các tinh, thêm nữa cả sinh mộ vượng. Chỉ có điều mã đi với tang hổ cô quả, hỏa linh khốc hư thì khó ở gần cha mẹ. Nó như vậy. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là xếp cấp trên của cung phụ mẫu. Nó lại là xếp cấp trên. Xếp cấp trên của cô này sau này rất là đào hoa. Chỉ có điều là gì? Khi đi với cô quả, đi với tang hổ, đi với khốc hư thì về cơ bản là gì? Cũng không ổn lắm cho các vấn đề liên quan đến tình cảm và xếp cấp trên nếu có. Rồi huynh đệ cung vũ khúc thiên phủ đi với hỏa quyền, đi với tứ linh, đi với hình diêu xương khúc, rồi đi với lộc. Nói chung anh chị lại đi với khoa quyền lộc, anh chị em trai gái đầy đủ cả. Sau này là công danh tài lộc, chức vị quyền hành phú quý đầy đủ cả. Lá số này hoàn toàn có thể kết hợp với anh chị em. Vũ khúc thiên phủ đi với hỏa quyền, anh chị em thực có thực thực lực, thực quyền về mặt tài chính. Anh chị em vũ khúc thiên phủ hai đại tài tinh lại đi với hóa quyền, lại khoa, lại lộc, lại xương, lại khúc, lại thêm lộc tồn, lại đắc tứ linh, anh chị em sau này thành công, thành danh, thành đạt. Mà vũ khúc thiên phủ lại một thổ một kim, lá số này mệnh thổ, thế nên khá là hợp với anh chị em. Mặc dù có hóa quyền là có một chút khoảng cách, anh chị em là dễ tranh quyền đoạt lợi với nhau. Thiên hình cũng có một chút hình khác chia ly, thế nên là hợp tác thì được, nhưng mà liên quan đến tài chính, liên quan đến tiền bạc, nếu không rõ ràng rành mạch thì rất dễ xảy ra tranh chấp. Rồi tiếp theo tật ách cung. Đầu tiên để mà nói tật ách cung có hai sao liêm trinh tham lang, mà thân cư tài bạch là có đào hồng hỷ, mà nó có địa kiếp kình dương như này, cẩn thận các bệnh liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt. Thế nên là ăn chơi, ăn uống các thứ, tình cảm, tình yêu, tình ái, tình dục nên thận trọng. Cái thứ hai, liêm trinh đi với bạch hổ tăng môn, những bệnh liên quan máu huyết. Ví dụ như là gì? Thi thoảng đi hiến máu cũng là liên quan đến cung tật ách. Tai nạn một chút liên quan đến xước sát tay chân. Tiếp theo là sinh đẻ các thứ cũng là cái cung tật ách này. Đó, ngoài ra thì liêm trinh nó trụ ngũ hành thuộc hỏa, liên quan đến gì? Tim mạch huyết áp. Mà cung tật ách có liêm trinh, có tang, có hổ, mà có thiên hình như thế này thì sau này gì? Rất dễ là sinh con cái là sinh mổ nhé, chứ không phải sinh đẻ thường. Thế nên là sau này sinh con đẻ cái nên chú ý, quan trọng chú ý đấy, nên chú ý nhiều hơn một chút về cung tật ách này. Tuy rằng chính tinh nó miếu vượng nhưng mà có cái hiện tượng liên quan đến gì? Liên quan đến chảy máu. Liêm trinh, bạch hổ, tang môn có thiên hình. Còn cung tật ách này không quá xấu đâu, ở đây có lộc tồn, có bác sĩ này, cát tinh hội về nhiều, cũng không quá đáng ngại. Tiếp theo điền trạch cung đâu bình thường mà có tử vi, có thiên tướng thì thường được kế thừa của cả ông bà gia tiên để lại, nhưng có tuần thì rất khó. Tuần triệt đóng ở điền cung, tư cơ cha mẹ khó chuyển đến con, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu có thì mà gặp cái bộ tuế hổ phù, gặp hỏa tinh, gặp hình diêu, dễ gặp phải tranh chấp thị phi. Tử vi thiên tướng cung điền trạch thì sau này là nhà cao, cửa rộng, nhà đẹp, hoặc ở những cái môi trường cơ quan đoàn thể nó rất là to lớn và đông người, đấy là điền trạch tử vi thiên tướng. Tử tướng mà đi với tướng quân, đi với quốc ấn thường ở những gần những cái nơi cơ quan công quyền. Đấy là tử vi thiên tướng này. Bình thường mà tử vi ở cung điền trạch thì có thể làm những cái nghề liên quan đất đai điền trạch, tại vì lá số này mệnh thổ.
Nhưng mà vì ở đây có tuần, cái thứ hai là gì? Cái thứ hai mệnh thì có thái âm hóa lộc thì cũng hợp với điển trạch. Nhưng mà điển trạch ở đây có tuần thì nói chung nó chủ về hơi vất vả. Thêm nữa nó có gì? Có quyền, có lộc cũng tương đối hợp thôi, tương đối hợp thôi. Thế nên lá số này có đầu tư về cái mảng đất đai điển trạch sau này thì cũng nên thận trọng một chút. Nó không quá cát lắm, xấu thì nó không quá xấu. Nhưng mà để nói mà cát thực sự thì nó không quá cát. Nói chung cung điển trạch không quá tốt, quá xấu. Còn để mà nói cái môi trường công ty, đoàn thể, cơ quan thì to, lớn, đẹp. To, lớn, đẹp. Nhìn thêm một chút nữa thì cung điển trạch này lại có gì? Có ân quang thiên quý này, có lộc tồn. Như vậy là cũng có hiện tượng được thừa kế nhưng dễ vướng vào tranh chấp thị phi. Nhìn thêm một chút nữa, ở đây là có tử vi đi với hoa cái. Như vậy là gì? Nhà của cô này rất dễ thờ Phật ở trong nhà hoặc thờ một cái tôn giáo nào đó trong nhà. Đó là cung điển trạch của lá số này. Tiếp theo là sẽ đi vào các đại vận nhá. Đầu tiên là 5 năm tuổi nên chú ý một chút, dễ gặp rủi ro liên quan đến tai nạn. Nếu không ứng vào người nhà thì ứng vào bản thân lá số này, nhưng mà phần nhiều nó sẽ ứng vào những người con gái ở trong nhà. Đại vận đầu tiên từ 6 đến 15 âm dương đi với khoa quyền lộc đi với tả hữu thì về cơ bản là gì? Sức khỏe thể chất thì tốt, gặp hung hóa cát không đáng ngại, có hóa khoa đệ nhất giải thần. Nhưng cái chuyện học hành thi cử thì nó sẽ hơi bất lợi một chút, do âm dương thế xỉu mùi. Thêm nữa cung quan lộc có đồng lương đi với tuần gặp hóa kỵ, hơi bất lợi chuyện học hành. Đại vận thứ hai 16 đến 25 nếu nói về anh chị em trong nhà thì vận trình công danh, vận trình tài lộc, vận trình thăng quan tiến chức thì cực kỳ tốt, tức là anh em của lá số này. Tiếp theo có một chút xung đột, xung khắc, hình khắc liên quan đến anh chị em, do có hình, có diêu, có khốc, có hư. Tiếp theo đại vận này của lá số này thì về cơ bản rất tốt này, tốt về học hành, tốt về thi cử, bằng cấp các thứ. Nói chung trong cái đại vận 16 đến 25 lá số này tốt, anh chị em tốt. Còn 26 đến 35 cái vận trình này, đây vận trình rất rất nan giải này. Thứ nhất là nó cũng phu thê, có đồng kỵ đi song hao rồi là không kiếp đà la thì thực sự rất bất lợi về chuyện tình cảm. Thế nên lá số này 26 đến 35 lấy gia đình, lập gia đình, lấy chồng muộn hay sớm thì nó cũng đều vất vả cả. Muộn thì nó sẽ đỡ hơn. Cái thứ hai trong cái đại vận này, lá số này thì mệnh là âm dương với khoa lộc, lý trí và tình cảm, ý chí và nghị lực cũng như là cái sự hưởng thụ nó song song với nhau. Thế nên đôi khi hơi mâu thuẫn. Đến cái đại vận mà theo thiên đồng thì tinh thần, ý chí nó giảm xuống, cái sự phấn đấu, cái sự nỗ lực trong công việc nó giảm xuống, thích đi du lịch, thích ăn chơi, thích hưởng thụ. Đại vận đầu tiên thời tuổi trẻ mà gặp đại vận thiên đồng thì nói chung là tư tưởng, tinh thần, ý chí, cái sự vươn lên trong cái công việc nó hơi kém. Tiếp theo thiên đồng gặp hóa kỵ thì làm ơn mắc quán, dễ gặp trục trặc thị phi, hao tài tốn của, nguyên nhân rất là vô cớ. Cái thứ hai là không kiếp đi với đà la, nói chung là bất lợi về mọi mặt, về công danh, về tài lộc, về tình cảm, về tư tưởng, về tinh thần. Thế nên là 26 đến 35 đối với lão số này. Về cái mặt chồng con thì nên lập gia đình muộn một chút, trễ một chút. Cái thứ hai trong cái đại vận này, cố gắng hạn chế thay đổi tối đa cái công việc của mình, chăm chỉ chịu khó cần cù và tích lũy, chăm chỉ chịu khó cần cù và tích lũy trong cái đại vận này. Tiếp theo, trừ phi lá số này trong cái đại vận này làm về những công việc liên quan đến gì, liên quan du lịch thì nó đỡ hơn, tại vì đồng lương tị hợi nó là cái thế phiêu bạt bốn bể làm việc. Còn thì nếu mà không làm những cái công việc liên quan đến thay đổi biến động thì nói chung là hay phải thay đổi công việc theo một sự cố bất ngờ mà cuối cùng tiền bạc các thứ dễ trắng tay. Và khi tiền bạc mà không có thì rất dễ bị người khác lợi dụng. Thế nên là 26-35 đại vận này nên cầu toàn một chút, nên an toàn một chút. Có tiền thì nên tích lũy một chút. Thiên đồng đi với không kiếp đà la, đi với hóa kỵ nữa, trục trặc, tranh chấp thị phi, hao tài tốn của, hay thay đổi, hay suy nghĩ. Tiếp theo 36 đến 45 đại vận này là sát phá tham, đại vận phá quân với cô quả lại bất lợi một lần nữa liên quan đến chuyện tình cảm. Bản cung bất lợi, đến đại vận bất lợi. Tiếp theo đại vận này có thai phục vượng tướng, dễ có chuyện tình yêu trái ngang xảy ra. Phu thê có thiên đồng với hóa kỵ thì bất mãn với nhau, không hài lòng với nhau, hờn ghen nghi kỵ với nhau. Cộng thêm cái đại vận 36-45 là thai phục vượng tướng, tức là dễ có con dị bảo. Ở đây có thêm ân quang thiên quý thì cũng dễ có con nuôi, một trong hai. Đại vận có phá quân thì nó chủ về vất vả ngược xuôi, đặc biệt sát phá tham đi với thiên mã thì vất vả ngược xuôi. Suốt ngày lao tâm khổ tứ, bận rộn vất vả. Thế nên là đôi khi nó sẽ hơi trái ngược với ý chí tinh thần của lá số này. Khi mệnh thái âm đi với hóa lộc nó thiên về hưởng thụ nhiều hơn. Thái âm thuộc thủy, thực là văn chương và cũng nguyệt hoa phong tình. Đến cái đại vận sát phá tham thì tinh thần tư tưởng nó sẽ thay đổi rất rất nhiều. Đại vận này nó chủ về vất vả này. Cái thứ hai dễ có con riêng này. Cái thứ ba đại vận này thì lợi danh hơn lợi tài. Thai phụ phong cáo đi với khôi việt, đi với quang quý, rất lợi về mặt danh tiếng. Đại vận này cũng dễ có quý nhân giúp đỡ, nhưng mà cũng trải qua gian nan trắc trở khó khăn, hơi bất lợi với chuyện tiền tài. Công việc sự nghiệp các thứ thì ổn, nhưng tiền tài thì không ổn. Công danh tiền tài thì không ổn, tình cảm bất lợi. Tình cảm thì bất lợi này.
Tiếp theo đại vận 4655, đại vận này nói chung mệt mỏi, đào hồng hỉ, cứ cơ cự địa kiếp tức là thiên không, rắc rối liên quan đến tình ái, mệt mỏi về mặt tinh thần, dễ gặp trục trặc thị phi, tiền bạc thì dễ gặp phải cạnh tranh đố kỵ, dễ được mà dễ mất. Thế nên là số này đại vận 26, đại vận 36, đại vận 46 đều là những cái đại vận thực sự là nó không được cát cho lắm. Nói chung là bất lợi rất nhiều mặt, đặc biệt liên quan đến tình cảm. 26 thì gặp gì? Đồng kỵ song hao không kiếp đà la. 36 thì gặp phá quân hỏa tinh linh tinh, rồi là cô thần quả tú, rồi khốc hư. 46 thì đào hồng hỉ đi với kình dương cơ cự địa kiếp. Ba cái đại vận đều bất lợi về tình duyên. Đại vận nào cũng bất lợi về mặt tiền bạc. Có đại vận 36 đến 45 thì còn tốt về mặt công danh, dễ gặp quý nhân, dễ thay đổi cuộc đời. Còn 56 đến 65 thì đây cũng cuối cùng là một cái đại vận tốt của lá số này, đại vận tốt trọn vẹn. Chỉ có điều là gì? Tuổi tác nó hơi cao. Năm liêm trinh nó chủ về giao tế thủ tạc, nó chủ về công việc sự nghiệp phát triển, nó chủ về tình cảm tốt, lại thêm nữa lộc tồn lợi cả danh lợi cả tài, thêm nữa đắc tứ linh lại lợi về mặt công danh, thêm nữa lại có hoa quyển đi với tam thai bát tọ. Nói chung năm 6 đến 65 đây là một cái đại vận cực tốt của lá số này. Chỉ có điều khi mà đại vận tốt nó đến muộn như thế này thường là gì? Do con cái mang lại thôi, hoặc là do một cái vận may bất ngờ thôi. Chứ còn ba cái đại vận quan trọng thời thanh niên, thời trung niên như thế này mà nó không tốt như thế này thì thực sự là gian nan. Thế nên đối với lá số này, tình cảm nên thận trọng, tiền bạc thì nên tích lũy phòng khi xa cơ lỡ vận. Còn 66 đến 75 thì tả phú bật thì cũng hay, nhưng mà có không kiếp, có đà la, có thiên không hóa kỵ, nói chung cũng là đại vận gian nan. Thế nên là 56 đến 65 là cái đại vận tốt nhất của lá số này. Công việc, tiền bạc, đi chơi, du lịch, tinh thần, sự nghiệp, mọi thứ đều gia tăng. Được mỗi 56 đến 65. Được mỗi 56 đến 65. Rồi chúng ta sẽ dừng lại đại vận 66 đến 75, một cái đại vận khá là bất lợi. Rồi xin chào anh chị ạ.